thế muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu, còn muốn chơi là phải cho chờ tới khi mà chết có chết thì chịu, nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu, còn muốn chơi là phải cho tới khi mà chết có chết thì chịu. Bước xuống xe là mấy thằng em hai hàng dọc nên đón lại chứ phải mà xếp hàng. Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải khép nép và xếp kè. 3, 5, 7 chân anh mà nái kì, 2, 4, 6 hơi nóng giờ mặc Gucci, đủ la là bạc lẻ nhưng sao cho đủ ví, sao bị với anh đắp chân mà ngủ đi. Đu anh thích là chè bà ba, trong bát vàng 24 carat, anh hiền như đường tân mặt cà xa, khi nói là luôn đúng như 1 + 1 là 3. Homie anh là ông lớn bà chồng, trước mặt sau lưng đều dễ nai giả hùng, là lúc đó mày đừng có trách khỏi lên phường chứ hỏi tên và má khung. Đứng trước anh nó không cần phải khai, khi anh cười là đời nó đen tối, không cần phiên tòa tuyên án hay bãi nại, bước luôn gốc rễ không thì nhóc con quen lối. Thích kim chi xứ Hàn nhưng cái lạnh làm da bà môi anh đây khô hết. Em gái bạn đi muốn đổi quốc tịch khi anh nói là anh thấy cô đó. Anh chính là nắp em là nồi nên tứ phương đồng thổi nơi nào ở vùng đó. Cái em gái bên anh da trắng nấu nà thích kèm những da cực phẩm cơ nào anh cũng có. Đừng đợi những đạt xác định lên nọc vô sòng dân chơi, bất cần đời này đã có mục tiêu. Đâu để anh lo đặng em sắp xếp vô nếp của anh thoải mái tiếp tục chiêu. Nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu, còn muốn chơi là phải cho tới khi mà chết có chết thì chịu, nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu, còn muốn chơi là phải cho tới khi mà chết có chết thì chịu. Bước xuống xe là mấy thằng em hai hàng dọc nên đón lại chứ phải mà xếp hàng. Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải khép nép và xếp kè. 3, 5, 7 chân anh mà nái kì, 2, 4, 6 hơi nóng giờ mặc Gucci, đủ la là bạc lẻ nhưng sao cho đủ ví, sao bị với anh đắp chân mà ngủ đi. Đu anh thích là chè bà ba, trong bát vàng 24 carat, anh hiền như đường tân mặt cà xa, khi nói là luôn đúng như 1 + 1 là 3. Homie anh là ông lớn bà chồng, trước mặt sau lưng đều dễ nai giả hùng, là lúc đó mày đừng có trách khỏi lên phường chứ hỏi tên và má khung. Đứng trước anh nó không cần phải khai, khi anh cười là đời nó đen tối, không cần phiên tòa tuyên án hay bãi nại, bước luôn gốc rễ không thì nhóc con quen lối. Thích kim chi xứ Hàn nhưng cái lạnh làm da bà môi anh đây khô hết. Em gái bạn đi muốn đổi quốc tịch khi anh nói là anh thấy cô đó. Anh chính là nắp em là nồi nên tứ phương đồng thổi nơi nào ở vùng đó. Cái em gái bên anh da trắng nấu nà thích những da cực phẩm cơ nào anh cũng có. Đừng để những đạt xác định lên nọc vô sòng dân chơi, bất cần đời này đã có mục tiêu. Đâu để anh lo đặng em sắp xếp vô nếp của anh thoải mái tiếp tục chiêu. Làm gì làm mà cho tới.